Hai, xin chào chị và các bạn. Đây là mẫu và tu phiên bản rồng mới nhất bên shop em. Cái mẫu này là cải tiến rồi nha chị các bạn. Vỏ cầm rất nặng, cây sim mà dự vững như trên đầu thôi, nhưng mà được cái vỏ nó vừa xuất sắc lắm, cầm nặng. Âm thanh nghe rất là hay nha, phím bấm êm. Anh chị nào mà có mua bên em mà hồi lâu mấy tháng trước rồi đó, cái phím nó bấm kêu lắm, tại cái đời nó như vậy. Bây giờ phím bấm êm nè đó, nghĩ đâu bấm số mà không nghe tiếng gì luôn, không có nghe, nghe nhỏ lắm. Bây giờ nó thiết kế như zin luôn rồi đó, âm thanh nghe là khỏi chơi, âm thanh là khỏi chơi luôn nha. Vô thử nghe rất là hay. Cái đính hạt ở ngay phím này có logo này, như máy xịn, máy xịn như cái logo này luôn nha chị. Đó, nguyên gồng đây, cầm rất là chắc chắn. Vỏ là khít 100%, không lo hở xấu gì đó, cải tiến nhiều lắm rồi. Phần mềm như đây nó cũng khác với phần mềm cũ đời hôm bữa nữa. Nó giao diện như zin nè, đó anh chị thấy không? Đó, giao diện như zin luôn nè. Bây giờ là xuất sắc rồi. Kiểm tra đầy đủ. Hàng luôn có sẵn bên shop em nha, anh chị nào mua thì cứ qua coi. Để chỉ bên em đây.